Và xin phép được mời anh Bùi Anh Tuấn lên sân khấu ạ. Mọi người hãy cho Tuấn một tay thật to đúng không ạ? Đẹp trai quá. Tình cảm cho chương trình nhiều như thế này và
Không biết là nói sao để cho hết lòng biết ơn của Tuấn khi mà mọi người đã ở đây đông như thế này, và chỉ biết là nói một lời là cảm ơn chân thành đến mọi người đã cùng nhau có mặt ở đây trong buổi ngày hôm nay, và hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thật là vui với nhau, được không ạ? Đúng không ạ? Mọi người có thể cho Tuấn thấy một tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và trước khi mà bắt đầu đêm nhạc của chúng ta ngày hôm nay thì cho phép Tuấn được cùng với cả mọi người, được cùng với anh em ban nhạc xin được gửi đến mọi người một lời chúc mừng năm mới. Chúc mọi người sẽ có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều điều may mắn sẽ đến, và thật là nhiều niềm vui sẽ đến với mọi người trong năm mới. Và chúc mọi người sẽ thật là mạnh giống như là hổ vậy, và xông lên và sẽ như là mãnh hổ. Đấy thôi ạ. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Thực ra thì đấy, đến giờ trên này là không phải trên này đâu mà là cũng thời gian này rồi, suốt một thời gian này rồi, khi mà điều đầu tiên thì đây là show diễn đầu tiên ở trong năm nữa, nên là cũng có một chút có rất là nhiều áp lực, và cũng được biết là mọi người đã đến đây rất là đông như thế này, nên là áp lực mấy ngày nay nó cứ nối tiếp áp lực. Và thậm chí là cho đến vừa rồi, khi mà trước khi lên sân khấu thì Tuấn vẫn cứ hai tay là cứ một tay là điện thoại với cả cứ một cái tai nghe, và vẫn cứ nghe bài và vẫn cứ tập, và vẫn rất là nhiều áp lực, và chỉ hy vọng là hôm nay có thể mang lại được một biểu diễn thật là trọn vẹn và thật là nhiều cảm xúc đặc biệt để dành tặng đến mọi người. Và hy vọng là nếu như có điều gì sơ suất thì mong mọi người hãy bỏ qua cho Tuấn nhé, được không ạ? Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì cho phép Tuấn được xin phép được bắt đầu đêm nhạc ngày hôm nay ạ. Dạ, xin phép mọi người cho phép Tuấn được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình quay gót đầy. Mưa thật nhiều, thật mưa thì cũng thật nhiều, thôi thì thôi nhé. Không cần nữa đâu. Chỉ là như này mọi người ạ, bởi vì em nói thật là cũng cái thứ nhất là bởi vì mình cũng đã có nhiều cái quãng thời gian là mình nghỉ và mình cũng không được với là có thời gian đấy thì mình lãng phí mất và mình cũng không được có nhiều cơ hội để mà được được đến và được hát tặng mọi người và đặc biệt là ở Đà Lạt, bởi vì Tuấn là được lên Đà Lạt rất là nhiều, đi Đà Lạt chơi cũng rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là lâu lắm rồi thì mới được quay trở lại Đà Lạt diễn và cứ có thể coi như là đây là lần đầu tiên đi, có thể là lần đầu tiên mà Tuấn đã được đến với cả Đà Lạt và được hát tặng cho tất cả những người con của thành phố Đà Lạt cũng như là mọi người. Và đấy ạ, lại thêm một cái nữa là lần đầu tiên nhá, lần đầu tiên hát ở Đà Lạt nhá, mà lại còn nhiều khán giả như thế này, mà lại còn bài vở thì cũng vẫn còn phải đang cũng đang chuẩn bị, cũng mấy ngày nay cũng vẫn cứ chuẩn bị đều, và đấy lại áp lực, lại càng thêm áp lực. Xin hãy cho một người mà mới được lên sân khấu ở Đà Lạt hát lần đầu tiên một tràng vỗ tay được không? Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Và có lẽ là tại sao mà vừa rồi em bắt đầu cái bài hát gọi là một bài hát một sáng tác của nhạc sĩ Quang Huy và nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, đó chính là bài hát Hứa Thật Nhiều, Thất Hứa Thật Nhiều. Vì khi mà em chọn cái list bài hát này thì em cũng muốn bài hát đầu tiên là em cũng muốn có một điều tự nhắn nhủ với bản thân mình, khi mà mình cũng đã có quá nhiều lời hứa qua năm tháng, hứa với cả mọi người là sẽ trưởng thành hơn, sẽ đứng ở trên sân khấu và sẽ đứng ở trên sân khấu nhiều hơn để hát tặng mọi người nhiều hơn, nhưng cuối cùng lời hứa đấy vẫn chưa thực hiện được. Và Tuấn chỉ hy vọng là năm nay, bởi vì Tuấn thì có một cái duyên, có nghĩa là không phải là một cái duyên mà là mình cứ tự vin vào cái duyên của mình thôi. Bởi vì hồi học cấp 3 ấy, thì Tuấn có một cái tên ưu ái trong trường, gọi là tên mọi người hay gọi nhau trong trường, thì Tuấn có một cái tên vui là Tuấn Hổ, mà năm nay là năm hổ nữa, nên là thôi mình cứ vin vào năm nay năm hổ, mình cứ xông lên như hổ vậy. Nên là thôi thì hy vọng là mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp ở trong năm nay, và hy vọng Tuấn sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà được đến để hát tặng cho tất cả mọi người nhiều hơn. Và ngay sau đây thì Tuấn sẽ xin phép được mang đến một bài hát mà có lẽ là với ý lời của bài hát này thì sẽ có một chút gì đấy nó hơi se lạnh một chút, thì cũng giống với cả thời tiết của Đà Lạt của mình, thì đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, bài hát mang tên Để Mãi Có Nhau. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Em phải có sớ ấy mọi người. Baby.
người yêu ơi có thấy một mùa thu sang lá khô xào xạc đường về chơi vơi lẻ loi mình anh cùng hoàng hôn buông tan vào bóng tối mịt mờ này người yêu ơi có thấy một mùa đông sang xe lạnh bờ vai mỗi khi gió gọi là thành một cái đường dây hay như nào cả, nhưng mà qua năm mới khác rồi. Được, Tuấn là từ bắt đầu từ cuối năm ngoái cho đến bây giờ là khác rồi, bắt đầu cũng tự chọn bài mọi người ạ, xong bắt đầu cũng tự ở nhà lên danh sách bài, xong tự lên đường dây cho mình là mình sẽ làm gì mà đấy, cứ làm gì, nhưng mà lên đây cũng chưa biết làm gì, cứ nói như này chưa biết là như thế nào. nhưng mà danh sách bài hát thì đã có sẵn rồi, và như vừa rồi thì mọi người cũng đã vừa mới đến với cả một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh. Và ngay sau đây thì Tuấn sẽ xin phép được mang một bài hát này lên, bởi vì đây cũng là một sáng tác nữa của nhạc sĩ Tiến Minh, nhưng có một cái là đây là một bài hát song ca giữa Tuấn và nhạc sĩ Tiến Minh, và hôm nay thì Tuấn sẽ xin phép được hát bài hát này một mình ở trên sân khấu, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, bài hát mang tên Nỗi Nhớ Vô Hình. Xin mời mọi người cùng nhau.
Ok ạ, có nghĩa là chúng ta đã qua được 1, 2, 3, 4 bài. 4 bài và không biết là cảm giác của mọi người sau 4 bài vừa rồi vẫn ổn chưa ạ mọi người? Đã có thể cho Tuấn thấy cánh tay của mọi người ở đằng xa được không mọi người? Ổn chưa ạ? Nữa đi ạ, nữa đi, một cánh nữa. Mạnh hơn đó ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bởi vì ở trên đây thì đèn rồi mọi thứ nên là cũng không thể nào mà nhìn rõ và bao quát được tất cả mọi người. Nên là chỉ hy vọng là ở trên này và sẽ cố gắng để hát những gì tốt nhất để mà dành tặng đến mọi người thôi. Và vừa rồi là một bài hát song ca. Một bài hát song ca mà Tuấn đã thể hiện một mình. Và hôm vừa rồi có tập với cả anh em ấy thì có những bài hát thì Tuấn thấy là bắt đầu mình đã phải xuống tông rồi. Nghĩa là lúc trước thì thời mà không phải là thời mà cũng cách đây một vài năm thì Tuấn nghĩ là chắc là Tuấn cũng khá là liều mạng, cũng lên và cũng hát những bài mà cao và bởi vì cũng vậy mà giọng mình cao mà nên là mình lên mình hát cao quá nên là bây giờ nó cũng thành cái gì nó quá thì cũng hơi cố đấy, nên là bây giờ thì Tuấn đã có những bài hát mà đã phải xuống tông rồi và cũng đã phải làm sao để mà hát được cái quãng giọng mà cảm thấy mượt mà nhất và đẹp nhất để mà hát tặng dành tặng cái mọi người. Và bài hát tiếp theo sau đây thì lại quyết định là không xuống tông đấy, lại thử thách cho mình phát để xem thế nào mà phải nói thật với cả mọi người là bởi vì bài hát này thì có lẽ là khi mà mọi người nghe tên của bài hát thì mọi người cũng sẽ thấy là ở trong giai điệu cũng như là trong lời của bài hát thì mọi người cũng sẽ thấy là rất là phù hợp với cả cảnh của chúng ta hiện tại bây giờ đang có, khi mà núi đồi rồi mọi thứ mây rồi các thứ đấy. Thì bài hát ở sau đây thì có tên là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang, bài hát mang tên Lặng Yên Dưới Bức Sông. Lặng Yên, bài hát thì tên là Lặng Yên nhưng mà ở trong phim Lặng Yên Dưới Bức Sông đấy. Và sau đây xin mời mọi người hãy cùng đến với cả bài hát này. Và Tuấn chỉ muốn nói trước là mặc dù là có hai người chị rất xinh đẹp của Tuấn đã hỗ trợ Tuấn bài hát ở trên đây, nhưng mà cũng phải nói trước là đây là một bài hát mà song ca nam nữ nên là cũng xin hai chị giúp em giúp. Và sau đây xin mời mọi người hãy cùng đến với cả một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang, bài hát mang tên Lặng Yên ạ. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Ở một nơi xa
Đứng trên sân khấu em không phải tật nữa mà em nghĩ là chắc là đấy cũng là một năng khiếu bẩm sinh khi mà năng khiếu bẩm sinh. em không biết em đang nói gì nữa nhưng mà ý là em chỉ đang muốn truyền đạt một điều là dạo này trên sân khấu em hay nhảy mọi người ạ. Nên là em thì có qua rất là nhiều những giai đoạn, những quá trình em cũng đã kể cả mọi người nghe rồi. Và hôm nay lần đầu tiên được lên đây và được hát tặng cho những người con của thành phố Đà Lạt thì em cũng xin mà muốn khoe luôn về bản thân mình một chút. Có nghĩa là em thì đã từng có một khoảng thời gian mà em lên sân khấu và cũng cứ thế là có một cái ghế và ngồi và hát và cứ cúi xuống và hát thôi, và cũng không giao lưu cũng như là trò chuyện được nhiều với cả mọi người. Và cho đến một khoảng thời gian tiếp theo thì bắt đầu bỏ ghế ra và bắt đầu đứng hát, nhưng mà đứng hát thì vẫn cứ cúi và đứng một chỗ thôi và cũng không làm gì, không biết làm gì cả. Và thì cũng cho đến một giai đoạn là tiếp theo thì bắt đầu đứng ở trên sân khấu và bắt đầu trò chuyện với cả mọi người nhiều hơn, bắt đầu đón nhận được tình cảm và những nguồn năng lượng của mọi người nhiều hơn và bắt đầu cháy hơn. Tôi nghĩ là có thể là do lúc trước là mình hơi dại bởi vì mình không đón nhận cái nguồn năng lượng của mọi người nên đâm ra là mình cứ lủi thủi, mình hát rồi mình cứ thế. Nhưng mà khi mà đón nhận năng lượng cũng như là tình cảm của mọi người thì rõ ràng đó là một cái không khí rất là khác. Và cho đến bây giờ thì như mọi người cũng đã thấy, một năm 2020, mình 2022, một năm mãnh hổ, và Tuấn cũng bắt đầu như một ông cậu, như một ông, không phải như một người, mà như Tuấn cũng đã chia sẻ là có cái tên gọi là dễ thương khi mà học cấp 3, đó chính là Tuấn Hổ. Bắt đầu Tuấn Hổ lên sân khấu, bắt đầu nhảy, mọi người ạ, xin cho những điệu nhảy một tràng vỗ tay. Ok, em sẽ ok thôi. Bởi vì thực ra là cũng khi mà tập với cả anh em là Tuấn cũng đã nói trước rồi là anh em mà có gì thì không, thực ra thì cũng không phải chỉ riêng buổi diễn ngày hôm nay đâu mà là cũng nhiều buổi diễn. Thì thực ra để bản thân Tuấn thì khi làm lên sân khấu thì cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ cháy và mình sẽ mang lại những cái phần trình diễn tốt nhất, nhưng mà đương nhiên là cũng không để tránh được những sơ suất. Và khi đó thì đã có anh em ở đằng sau cứu, anh em đã đảm bảo cho Tuấn là anh em cứ cháy đi, và có anh em ở đằng sau rồi. Và nãy giờ khi mà đã qua những bài hát của chúng ta, chắc cũng phải gần một nửa bài hát, một nửa chương trình rồi, thì mọi người không biết là mọi người đã cảm thấy thế nào, nhưng mà dù cảm thấy thế nào thì hãy dành tặng cho những anh chàng đẹp trai của chúng ta ở trên này một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp theo sau đây thì anh em mình sẽ cùng nhau để mà mang đến một bài hát. Bởi vì khi mà Tuấn sắp xếp cái danh sách bài hát này thì ngay sau bài Lặng Yên ấy, như Tuấn vừa nãy Tuấn có chia sẻ là ở một nơi xa xôi bao quanh là núi đồi, chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế, sinh ra là có đôi. Và khi mà đã hợp cảnh hợp tình như thế rồi thì không lý nào mà lại không hát một bài hát mà dành tặng cho những người con của thành phố Đà Lạt, một bài hát về Đà Lạt. Và đây là một bài hát mà Tuấn nghĩ là cũng không biết là liệu nó có quá quen thuộc với cả mọi người hay không, nhưng mà khi mà Tuấn chọn bài hát này thì nghĩa là trong một buổi tối khi mà ngồi nghe những bài hát về Đà Lạt để mà lựa chọn một bài hát để mà hát dành tặng mọi người, thì bài hát này tự nhiên đến một cái quãng đấy thì nó vang lên. Và ở trong bài hát đấy thì có những cái câu và những cái lời, ví dụ như là em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao, em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nào. Thì đó cũng là một cái lời mà Tuấn cũng rất là muốn nhắn nhủ đến chính bản thân mình. Khi mà qua một cái khoảng thời gian rất là dài và Tuấn cũng cứ loay hoay đi tìm, không cứ đi tìm chính mình và cũng không biết là mình muốn gì và mình thực sự là như thế nào và mình sẽ như thế nào. Và thì đó chính là những cái câu hỏi mà Tuấn muốn hỏi Tuấn. Thì ở trong lời bài hát thì đó là nhà của cô gái thì ở trên cao, ở thành phố Đà Lạt thì có những cái điều đặc trưng, đó chính là những cái đồi dốc và những cái con đường dốc. Nhưng mà khi mà Tuấn hát thì Tuấn lại có liên tưởng một chút, mặc dù cũng không phải là liên tưởng gì mà để phá đi bài hát cũng như là hình ảnh của bài hát, nhưng mà nó cũng có một chút gì đấy liên tưởng đến Tuấn, khi mà không biết là liệu mình có còn nhớ đến cái con đường năm xưa, nhớ đến
cái con đường làng nhà mình, nhớ đến con phố nhà mình và nhớ đến những điều mà mình đã từng hẹn ước với cả những người thân yêu, mà hay là mình đã lạc trôi đi đâu mất tiêu rồi. Nên là đây cũng là một cái câu hỏi mà Tuấn rất là muốn hỏi mình và dặn mình là hãy quay trở về với cả chính mình, hãy biết mình là ai và biết là những ai đang yêu thương mình và dành tặng tình cảm cho mình, và những gì quen thuộc của mình thì hãy mãi mãi gìn giữ. Mà đấy cũng là một lời mà Tuấn tự nhắc nhở mình. Và sau đây thì cảm ơn em, cảm ơn nhiều. Đấy, đây là kể chuyện là động đến trái tim. Yeah! Và ngay sau đây thì sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển, bài hát mang tên Đà Lạt Lập Đông ạ. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Sống trên cao em bây giờ.
xưa. Cánh hoa vàng năm mây gọi tên em, lòng thương nhớ lơ. Giữa một chiều Đà Lạt lập lờ. Classic đúng không? Và em thấy là bởi vì cái sở trường của em thì như những ai đã từng theo dõi em qua một khoảng thời gian, mọi người đã từng theo dõi em và đã luôn đồng hành cùng em thì mọi người cũng biết là em là một cậu mà sở trường thì vẫn luôn là pop ballad, và chỉ thỉnh thoảng có một vài điểm nhấn là những bài hát mà có tiết tấu một chút thôi, chứ còn thực ra thì sở trường thì vẫn cứ là sở trường. Và Tuấn thì thấy là cái giai điệu của bài hát Đà Lạt Lập Đông vừa rồi là nó có cái giai điệu nó rất là cuốn và nó rất là giống những bản kiểu bản ballad, những bản ballad kiểu cổ điển, kiểu classic một tí. Và Tuấn đã chọn bài hát vừa rồi, mặc dù Tuấn biết là có thể là nó cũng sẽ không quen bằng những bài hát ví dụ như Thành Phố Nào Nhớ Không Em, Ngày Chủ Nhật Ngày Của Riêng Mình, thì nó lại là những bài hát đấy, là những bài hát quá nổi tiếng về Đà Lạt rồi, nên là em đã xin phép được chọn bài hát này để mà dành tặng đến mọi người, và hy vọng là mọi người sẽ yêu thích nó. Và thực ra mọi người kể tiếp một kỷ niệm tiếp nhá, kể tiếp một kỷ niệm về bài hát Đà Lạt Lập Đông nhá, là bởi vì lúc mà Tuấn nghe bài hát này và hát theo á, và bắt đầu học lời bài hát này thì nói thật là cũng không biết là Lập Đông là như thế nào, trời Đà Lạt Lập Đông là như thế nào, và cũng định lên và hỏi mọi người là những người con của thành phố Đà Lạt là Đà Lạt Lập Đông là như thế nào, không biết là lúc ấy thì bầu trời của Đà Lạt như thế nào và không khí ra sao. Và sau khi mà niệm về lời của và học về lời của bài hát được rồi và cũng đã khá là hiểu về bài hát thì cũng bắt đầu cũng hiểu dần là hóa ra Lập Đông là có nghĩa là lúc mà trời Đà Lạt là bắt đầu chuẩn bị vào đông. Không biết là Tuấn nói thế là có đúng không hả mọi người? Có nghĩa là lúc mà trời Đà Lạt mà chuẩn bị vào đông là có phải là có gió rất là nhiều không ạ? Đâu ạ, những người con của thành phố Đà Lạt đâu ạ, cho Tuấn thấy cánh tay của mọi người được không ạ? Mọi người có đồng ý với điều Tuấn vừa nói không ạ? Thế là có phải là vào bắt đầu vào đông là trời Đà Lạt gió rất là nhiều đúng không? Đấy, úi dồi ôi, chuẩn quá. Và đấy là một chút kỷ niệm về bài hát Đà Lạt Lập Đông. Và ngay sau đây thì em cảm ơn anh. Sau đây thì Tuấn sẽ xin phép được đầu tiên là sẽ được đứng cạnh anh Khải của chúng ta, người nghệ sĩ rất là đẹp trai đúng không ạ? Mọi người hãy cho anh Khải một tràng vỗ tay, nó đẹp trai cho mọi người, rất là đẹp trai luôn.
Em vẫn nhớ, em sẽ kể một kỷ niệm vui với cả anh. À, có một hôm mà em đi cùng với cả bạn gái em. À, ụt nhờ. Đi cùng với cả gọi là một người bạn cũ của em thì lúc ấy đến kiểu đến phòng trà tập một người bạn cũ và cũng quan trọng, cũng nhiều kỷ niệm. Và hôm đấy thì đi lên tập, lúc ấy là tập với cả anh Khải ở trên phòng trà ở trong Sài Gòn. Và tự nhiên bạn ấy ở dưới bạn nói: "Ui anh ơi, anh đánh piano đẹp trai thế." Em cũng lúc ấy cũng hơi buồn, là làm sao mà cũng hơi dối hơn, cô bé dối hơn. Nhưng mà phải công nhận là anh Khải của chúng ta đẹp trai, đúng không mọi người? Đúng không ạ? Đúng, chứ còn gì nữa. Và ngay sau đây thì sẽ là một bài hát mà do bởi vì khi mà Tuấn đã đưa cái ý tưởng này cho anh Khải và anh ơi anh hãy hỗ trợ em, giúp em để mà làm nên bài hát này, thì bởi vì bài hát này thì Tuấn có một cái ý tưởng là Tuấn sẽ gọi tắt bài hát này, nó chính là Nơi Chỉ Còn Lại Tình Yêu. Có nghĩa là có ba bài hát: Nơi là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Nơi Tình Yêu Trở Lại và Nơi Tình Yêu Kết Thúc, và Chỉ Còn Lại Tình Yêu. Và làm sao mà anh ơi có thể để được bốn bài hát này mà cùng vào thành một tiết mục và thật hay để mà dành tặng đến mọi người. Và ngay sau đây thì xin mời mọi người hãy cùng đến với cả bài hát này, bài hát mang tên Nơi Chỉ Còn Lại Tình Yêu, với sự phù phép của anh Khải và cùng với cả anh em ban nhạc. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn lại bạn vừa rồi thế nào ạ? Okay. Bạn ok quá. Bởi vì hôm vừa rồi đúng là trước khi mà nói thật với mọi người, có nghĩa là thực ra thì em nghĩ là thực ra buổi diễn nào thì cũng đương nhiên là cũng rất là quan trọng, buổi diễn nào cũng thế chứ không phải là chỉ riêng buổi diễn đầu năm hay là buổi diễn cuối năm hay là giữa năm gì cả, buổi diễn nào cũng quan trọng, nhưng mà mọi người ở bên đội hình là cứ ủi chú phải cố lên nhá, buổi diễn đầu tiên đấy phải cố lên, phải cố lên, phải hát cho hay và phải chọn những bài hát ok, nên là Tuấn đã quyết tâm là lúc ấy mọi người đưa ra cho Tuấn ý tưởng đó chính là hãy làm một bản mashup vào đó, và chẳng có lý do gì lại không làm những bài hit của mình mà lại làm thành một bản mashup như vừa rồi, và rất vui là mọi người đã đón nhận và đã yêu thích bài hát vừa rồi. Mọi người cho Tuấn một tràng pháo tay thật to nữa được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuấn ơi, anh Tuấn có thể lưu lại đây một chút để anh Tuấn chia sẻ với tất cả mọi người một tí được không ạ? Ok. Dạ, vâng, thì hồi nãy thì em ngồi dưới thì em có nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ phía tất cả các anh chị ở dưới này với lại trên trang trực tiếp của Lululula. Thì câu hỏi đầu tiên là sau khi mà qua một cái mùa dịch như vậy thì anh ghé lại Đà Lạt và diễn tại Lululola thì cảm xúc của anh bây giờ như thế nào ạ? Thì cũng như Tuấn đã chia sẻ ngay từ đầu thì có lẽ là cũng không phải là qua mùa dịch rồi thì Tuấn mới được lên trở lại Đà Lạt, và mà cũng có lẽ là cũng đã rất lâu lắm rồi thì Tuấn mới có cơ hội để mà, thì cũng coi như là đây là buổi đầu tiên mà Tuấn được biểu diễn ở Đà Lạt vậy, và hy vọng là sẽ có những thật là nhiều những buổi tiếp theo nữa, và ở Lululola thì lại càng tốt anh Nam nhá. Và thì như Tuấn cũng đã nói là đương nhiên là khi mà mình biết được là bởi vì lúc mà Tuấn vừa mới đến sân khấu ấy thì Tuấn đã nhìn khán đài rồi và đã nhìn ghế rồi các thứ và nhìn không gian của mình rồi, và đã thấy là nếu mà ngày mai mà mọi người đến chơi với mình, ui anh ơi đi đâu thế, từ từ đừng. Thì Tuấn cũng đã là mang lại cho mình một cái áp lực vô hình rất là lớn rồi, nếu mà mai mà mọi người đến và đông như thế này thì sẽ rất là hồi hộp, và cũng đương nhiên là kèm theo cái hồi hộp thì sẽ là một cái niềm sung sướng rất là lớn khi mà mọi người đã dành tặng tình cảm cho mình rất là nhiều, và chỉ hy vọng là hôm nay với tình cảm mọi người đã dành tặng như thế thì Tuấn có thể đứng ở trên đây và mang lại tất cả những gì tốt nhất mà mình có thể tại thời điểm hiện tại để mà dành tặng đến mọi người thôi, và cảm giác của Tuấn thì bây giờ vẫn thế, vẫn đang ở trên sân khấu và vẫn chắc chắn là vẫn sẽ cùng với cả mọi người để cháy tiếp vào trong buổi biểu diễn ngày hôm nay tại Lululola. Vâng, một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, một điều nữa nha anh Tuấn. Ok. Dạ, thì tất cả mọi người ở đây đều rất là muốn biết là qua năm nay thì anh có những dự định nào mới không ạ? Thực ra thì Tuấn cũng như là ekip của mình thì cũng đã có rất là nhiều những cái dự án, và rất là nhiều những cái dự án vẫn còn đang dang dở, vẫn đang thực hiện, và Tuấn chỉ hy vọng là đấy cũng không như cái bài hát từ đầu, đó chính là bài hát hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều, thì hy vọng là mình sẽ hứa thật nhiều và làm đúng lời hứa, và hy vọng là năm nay sẽ có thật là nhiều những sản phẩm mới để mà ra mắt để dành tặng đến mọi người, nhưng mà mọi người cũng đã, mặc dù cũng đã có rất nhiều thời gian mà Tuấn cũng đã không ở bên cạnh mọi người và đền đáp lại được xứng đáng cái tình cảm mọi người đã dành tặng cho mình, và hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Tuấn sẽ mang lại thật nhiều những cái sản phẩm mới cũng như là thật nhiều những nguồn năng lượng mới để mà dành tặng đến những ai cũng luôn yêu quý và luôn ở bên cạnh Tuấn trong khoảng thời gian rất là dài. Đấy thôi. Và xin cảm ơn Tuấn rất là nhiều ạ. Cảm ơn ạ. Dạ, thì chắc anh Tuấn sẽ quay lại với mọi người trong vòng vài giây nữa nhé. Thì vâng, cho phép em xin được hỏi tất cả các anh chị ngồi dưới mình có lạnh không ạ? Không ạ. Có lạnh không ạ? Sao trên này không là dưới này lạnh vậy ta? Không lạnh. Ở trên đó mình có lò sưởi không anh chị? Dạ, hèn gì nó ấm lắm. Cho phép em xin được hỏi tất cả các anh chị ngồi đây mình có ai là người Đà Lạt không ạ? Không.
Mình có ai là người Đà Lạt giơ tay cho em thấy vậy ạ? Vâng, hầu hết thì Lululola là một trong những quán cà phê ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Đà Lạt hiện tại tới thời điểm bây giờ đấy ạ. Và thường một show diễn ra như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều những cái sự hỗ trợ từ phía đằng sau khán giả cũng như là khán đài. Dạ vâng, thì chắc em xin phép được giới thiệu với tất cả mọi người dạ nguyên một những nhạc công rất là đẹp trai của buổi tối ngày hôm nay. Đây là sự hỗ trợ lớn nhất để khiến cho ca khúc trở nên hay hơn ạ. Vâng, xin giới thiệu với nhạc chị em. Vâng, the sister band. Vâng, những anh trai rất là đẹp và tên bên nhạc là bên nhạc chị em. Vâng, và sự hỗ trợ tiếp theo là đến tới nhóm bà Cadillac ạ. Xin hai chị gái xinh đẹp đang ngồi phía bên kia. Và một chắc một tràng pháo tay nữa đi. Và em xin mời tất cả mọi người cùng quay trở lại Văn Tuấn nhé. Một tràng pháo tay nữa là sự hỗ trợ lớn nhất của buổi tối ngày hôm nay. Đó là tất cả chúng ta ạ. Một tràng pháo tay to hơn được không? Và xin phép được mời tất cả các anh chị cùng quay lại với ca sĩ Văn Tuấn. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thực ra là vừa đấy là cũng rất là muốn chạy lên đây để đứng cùng với cả bạn MC, bởi vì tự nhiên thấy mọi người đâu như mọi người đói hay sao, mọi người đi xuống lấy đồ ăn đúng không nhỉ? Tự nhiên thấy mọi người có một vài người đã bắt đầu đứng dậy và đi lấy đồ ăn nha. Mọi người lấy đồ ăn xong mọi người quay lại nhá, quay lại đây với Tuấn nhá. Vẫn còn một bài hát mà chưa hết mà. Và Tuấn sẽ xin phép được chia sẻ thêm một chút nữa về bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. À, nơi chỉ lại tình yêu vừa rồi. À, thì trong đó là có bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu mà. Hôm nay thì từ hôm qua là Tuấn đã được gặp anh Bảo, đó chính là anh của chị Bảo Thi, anh của ca sĩ Bảo Thi, anh ruột của ca sĩ Bảo Thi. Và hôm nay anh cùng với cả những người bạn của mình cũng đang có mặt ở đây ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và lúc buổi chiều thì anh còn nhắn tin cho Tuấn bảo là Tuấn ơi, tí nữa mà có hát bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu thì cho ông anh lên hát vừa, nhà em hôm nay là sinh nhật ông anh. Nhưng mà rất tiếc là bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu thì lại nằm ở trong đấy, thì như anh cũng đã thấy và mọi người cũng thấy thì nằm ở trong một cái bài hát đã được dựng mất rồi, nên là rất là tiếc là không được hát cùng với cả anh bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Và tôi thì cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành đến anh cũng như là mọi người đã đến đây chơi với em, và xin được chúc anh một ngày sinh nhật thật là vui và chúc anh thêm một tuổi mới thật là nhiều sức khỏe nhá anh nhá, thông cảm cho em nhá. Dạ, và bài hát tiếp theo em xin phép có là sẽ được chia làm hai phần, ví dụ như bài hát đầu, những bài hát vừa rồi thì có những bài hát là của em này, và có những bài hát thì em đã từng hát rồi, đã từng cover rồi, ví dụ như Để Mãi Có Nhau hay là đấy. Và tiếp theo sau đây thì là những bài hát mà của những nghệ sĩ khác, và em đã xin tôi cũng bởi vì yêu quá, thích quá nên là tôi cũng xin phép được mang lên sân khấu và được hát dành tặng mọi người. Và sau đây thì sẽ là hai nhạc phẩm mà đã có lẽ là đã rất quen thuộc và đã dành được rất là nhiều tình cảm của mọi người đến với cả chị Mỹ Tâm. Và sau đây thì sẽ là hai bài hát rất là quen thuộc của chị Mỹ Tâm. Và bài hát đầu tiên sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, bài hát mang tên Ước Gì. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cá. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò cùng nhau nghe sóng du gần đá ngàn câu hát. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh, từng đang chiếm cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên. Ước
ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn xa ai kể. Anh xa em đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh ơi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tay. Đời em đã vắng anh rồi, ước gì cho thời gian trở lại. Ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ ngỡ anh thôi. Em đã biết cô đơn là thế, đôi khi cách xa anh từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn xa phai kề.
Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ôi, nhảy quá hết hơi anh em ơi. Hết hơi rồi. Ôi. Hết hơi anh ơi. Về thành phố Đà Lạt để dành tặng Đà Lạt cũng như dành tặng những người con ở Đà Lạt rồi, nên là em sẽ nói cái điều này thực ra là một cái điều cũng rất là ngẫu nhiên thôi, bởi vì lúc mà mình chọn bài hát ra thì em cũng hay chọn là theo những cái mạch cảm xúc của em, lúc mà em đang cảm thấy như thế nào và em muốn hát bài gì. Ủa thử thế nào. Và thì tự nhiên đến một lúc mà mình nhìn lại lời và nhìn lại mọi thứ thì nhiên lại thấy là bài ước gì thì có là em đã sống những đêm chưa có anh chàng chiều vọng, em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát, trong cái mình đang ở trên núi đúng không, mình đang ở trên cao nguyên Đại Ngàn như này cơ mà đúng không, mình làm sao lại hát toàn hát về biển. Và bài hát hai bài hát tiếp theo sau đây thì cũng là có một bài hát cũng về biển nữa. Nhưng mà thôi, thực ra mọi người hãy thông cảm cho em vì thực ra là cũng chỉ là chọn theo mạch cảm xúc thôi, mọi người trên đấy ok không? Yes. Ok, và sau đây thì hai bài hát này thì cũng không hẳn là nhạy đô đâu, nhưng mà cũng là hai bài hát mà cũng có giai điệu mượt mà và cũng đỡ cao một xíu thôi. Đỡ cao một xíu thôi và em xin phép được dành tặng đến mọi người. Hai bài hát cũng có một giai điệu rất là nhẹ nhàng và bài hát cũng là một cú đúc sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh. Và bài hát đầu tiên sẽ là một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh, bài hát mang tên Dù Chẳng Phải Anh. Xin mời mọi người cùng ủng hộ. Thank you.
một giấc chiêm bao. Em đang yêu một ai đắm say, em khóc vì ai lạnh lùng búa xa. Lặng nhìn em nhạt nhòa đôi mi, mà lòng anh như vỡ tan. Đúng em yêu em rất nhiều, nên anh càng đau bao nhiêu. Vì em được mà được về, tim anh lặng trong tê tái. Biết ai đã làm thank you.
kề bên em bờ cát trắng sóng xô. Xin phép là hát thêm một vài bài nữa thôi để mọi người có gì lần sau mọi người đến mọi người nghe tiếp. Chưa giờ hát hết mọi người không đến nghe nữa buồn lắm. Nên là cho phép Tuấn sẽ xin phép được cùng với cả anh em xin phép được gửi tặng đến mọi người thêm một vài bài hát nữa thôi, và sau đó thì chúng ta sẽ sau đó tính sau. Hãy cho Tuấn xin thì lại hợp lý quá mọi người ạ, bởi vì cũng vừa mới nói là sẽ còn hẹn mọi người ở trên này thật là nhiều lần nữa, nên là sẽ xin phép sau đây Tuấn sẽ cùng với cả anh em ban nhạc sẽ xin phép được gửi đến mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh, đáng mặt tên Hẹn Một Mai nhá. Thank you.
trong trái tôi vai anh thêm sức mạnh. Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tình nồng. Anh chẳng hứa sẽ sang rồi, chỉ hứa yêu dài. Lâu mai rồi xa. Đi là hẹn một mai xong đúng không? Hẹn một mai xong thì chúng ta nhớ là khi mà hẹn một mai xong thì chúng ta sẽ hẹn một mai nhá. Hẹn một mai xong là phải tuân theo ý trời đấy. Nhớ là nhớ là lần sau là nhớ lên đây chơi với tôi tiếp nha. Và nhớ là
hãy ăn uống thật là no và sau đó chúng ta sẽ ngồi nghe nhạc thật là vui và thưởng thức cùng nhau nha, chứ đừng đi lấy đồ ăn nha. Và sau đây xin sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú, bếp mang tên Thuận Theo Ý Trời. Xin mọi người thưởng thức ạ. Xin được gửi lời chào đến mọi người và xin được hẹn mọi người vào một dịp gần nhất. Tại Lua Lua, được không ạ? Thầy ơi, dành tặng cho tất cả chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn, được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em cảm ơn bạn nha. Em cảm ơn chú đẹp rất nhiều. Em cảm ơn chị.
Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Có lẽ là màn cháy vừa rồi sẽ là màn cháy tạm thời, sẽ là cuối cùng của trong ngày hôm nay. Và xin chúc mọi người sẽ có một kỳ nghỉ cũng như là một những ngày ở trên Đà Lạt thật là vui và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ở đây trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình tối nay xin được phép khép lại tại đây ạ. Và chúc tất cả các anh chị có một buổi tối thật vui vẻ và nhiều trải nghiệm tại Lululola. Và nếu mà anh chị nào mình muốn chụp hình với lại ca sĩ Vũ Anh Tuấn thì mình có thể xếp hàng và từ từ tiến lên sân khấu ạ. Từ từ mọi người, từ từ nha mọi người. Rồi xếp thành một hàng luôn ạ. Rồi cho phép